Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị và các bạn. Sau đây là những tin tức đáng chú ý trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Thị trường bất động sản tại tỉnh Hưng Yên đang có những tín hiệu tích cực trở thành điểm sáng nổi bật trong khu vực miền Bắc. Theo đánh giá của ngành xây dựng, trong hoạt động giao dịch bất động sản, tỉnh Hưng Yên là một trong những thị trường tốt nhất hiện nay, với mức tăng trưởng từ 30 đến 50% trong nửa đầu năm 2024. 3 tháng trở lại đây, thị trường bất động sản tại các tỉnh giáp thành phố Hà Nội, trong đó có tỉnh Hưng Yên trở nên hấp dẫn hơn nhờ vào các trục kinh tế phát triển, đặc biệt là các khu công nghiệp và hệ thống giao thông liên vùng được đầu tư xây dựng. Các nhà đầu tư đang dần chuyển dịch sự quan tâm từ các khu vực trung tâm đến các tỉnh lân cận, nơi có mặt bằng giá còn ở mức thấp hơn, có nhiều tiềm năng phát triển. Theo đánh giá của ngành xây dựng, thông qua khảo sát với nhiều khách hàng cho thấy, trong vòng 3 đến 5 năm tới, ít người có ý định mua bất động sản trị giá trên 10 tỷ đồng. Điều này khẳng định nhu cầu thực tế vẫn tập trung vào các sản phẩm bất động sản có giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu đầu tư, xây dựng của người dân. Đây cũng là tiền đề để các phân khúc nhà thấp tầng sẽ có cú hích mạnh mẽ từ cuối năm nay và đầu năm sau. Những năm gần đây, thị trường bất động sản trong tỉnh đã trải qua nhiều biến động về giá, từ những cơn sốt giá đất khiến người dân đổ xô vào mua bán đến giai đoạn trầm lắng giao dịch ảm đạm. Hiện nay, tỉnh Hưng Yên có 10 sàn giao dịch bất động sản được cấp phép hoạt động. Trong hai năm 2021 và 2022, giá bất động sản tại tỉnh tăng mạnh, nhưng đến cuối năm 2022 và năm 2023, thị trường chững lại, giá giảm từ 15 đến 20% tùy khu vực. Trong những tháng đầu năm nay, thị trường bất động sản trong tỉnh có nhiều tín hiệu tích cực, mức giá được duy trì ổn định. Giao dịch bất động sản ở hầu hết các huyện, thị xã, thành phố đều tăng từ 25 đến 30% so với cùng thời điểm năm 2023. Tại các phiên đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở được thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ đấu giá thành công trung bình đạt từ 70 đến 80%. Đây là đóng góp quan trọng để tăng nguồn thu ngân sách từ sử dụng đất cho các địa phương. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 6 tháng 2 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 324 về tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đã rà soát, phân loại các dự án bất động sản gặp khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ. Các sở ban ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư, thẩm định giao đất và kiểm tra xử lý vi phạm trong huy động vốn. Sở Xây dựng đang tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh bổ sung chương trình kế hoạch phát triển nhà ở theo luật nhà ở năm 2023. Sở đang xây dựng lộ trình cụ thể cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, đồng thời đẩy mạnh theo dõi giám sát thị trường để kịp thời có giải pháp ổn định. Thị trường bất động sản trong tỉnh đang tiếp đà phát triển với nhiều tín hiệu tích cực. Với vị trí chiến lược, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và sự quan tâm của các nhà đầu tư, tỉnh Hưng Yên đang trở thành điểm sáng trên bản đồ bất động sản miền Bắc. Tuy còn nhiều thách thức, nhưng với những cơ hội lớn, thị trường bất động sản ở tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành quyết định số 927/QĐ-TTg triển khai thực hiện chỉ thị số 34/CTTU ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới. Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế chính sách và bố trí nguồn lực cho công tác phát triển nhà ở xã hội. Trong đó, kế hoạch giao cho các bộ ngành, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo 5 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm: tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về công tác phát triển nhà ở xã hội; rà soát, hoàn thiện chính sách; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội đối với phương thức, mô hình quản lý. Đáng chú ý, kế hoạch của Chính phủ nhấn mạnh phải đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm của địa phương. Cùng với đó, tạo thuận lợi về cơ chế, chính sách để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia phát triển nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn. Kế hoạch cũng đề cập đến việc ban hành cơ chế quyết định chính sách đặc thù về nhà ở xã hội cho công nhân và phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Các đối tượng thụ hưởng được tiếp cận dễ dàng với nhà ở xã hội, cắt giảm tối đa thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng, kinh doanh, mua bán, quản lý, sử dụng nhà ở xã hội. Đồng thời có cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội theo hướng mô hình xanh, sử dụng tiết kiệm năng lượng, phát triển bền vững, phát thải carbon thấp. Ngoài ra, Chính phủ yêu cầu ra soát đổi mới, tiếp tục mở rộng chương trình cho vay ưu đãi đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo chính sách về nhà ở xã hội. Kế hoạch nêu rõ,
các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ giải pháp. Cụ thể là tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác phát triển nhà ở xã hội, rà soát, hoàn thiện chính sách hệ thống pháp luật có liên quan đến nhà ở xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp trong phát triển nhà ở xã hội và thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội đối với phương thức mô hình quản lý và phát triển nhà ở xã hội. Kế hoạch giao nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chính quyền các cấp tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức doanh nghiệp và cộng đồng xã hội về tính chất, ý nghĩa của công tác phát triển nhà ở xã hội. Coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Kế hoạch cũng yêu cầu ban hành cơ chế chính sách thuận lợi và chủ động cho các địa phương trong việc dành ngân sách đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội, thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để có quỹ đất sạch, đầu tư và đấu nối hạ tầng kỹ thuật bảo đảm đồng bộ hạ tầng xã hội trong và ngoài phạm vi dự án, ban hành cơ chế chính sách đặc thù về nhà ở xã hội cho công nhân và phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, hoàn thiện pháp luật và tạo thuận lợi về cơ chế chính sách để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia phát triển nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội, các đối tượng thụ hưởng được tiếp cận dễ dàng với nhà ở xã hội, cắt giảm tối đa thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng kinh doanh, mua bán, quản lý sử dụng nhà ở xã hội. Có cơ chế chính sách ưu đãi khuyến khích phát triển nhà ở xã hội theo hướng mô hình xanh, sử dụng tiết kiệm năng lượng, phát triển bền vững, phát thải carbon thấp. Về huy động nguồn lực, kế hoạch yêu cầu ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước từ trung ương đến địa phương xứng kịp thời và đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển nhà ở xã hội. Nhà nước tập trung phát triển nhà ở xã hội cho thuê tại khu vực đô thị bằng nguồn vốn đầu tư công, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, rà soát tháo gỡ khó khăn vướng mắc để triển khai hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội. Khuyến khích hình thành các quỹ đầu tư, quỹ tín thác đầu tư và các hoạt động liên danh, liên kết thực hiện dự án nhà ở xã hội, bố trí cấp đủ nguồn vốn ngân sách cho ngân hàng chính sách xã hội, các ngân hàng thương mại được nhà nước chỉ định để cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội. Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ đề án triển khai đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030. Trong đó thông tin đáng lưu ý là về tiến độ giải ngân có 140.000 tỷ đồng mới được 0,96%. Lý giải việc giải ngân gói tín dụng 140.000 tỷ đồng còn chậm, Bộ Xây dựng cho biết còn ít ngân hàng tham gia. Hiện ngoài 4 ngân hàng thương mại nhà nước thì vừa mới có thêm 4 ngân hàng thương mại cổ phần tham gia chương trình. Ngoài ra, hiện gói tín dụng này áp dụng vay lãi suất còn cao, trong đó 8% một năm, với chủ đầu tư là 7,5% với người mua nhà. Thời gian ưu đãi ngắn với 3 năm chủ đầu tư và 5 năm với người mua nhà chưa thực sự thu hút người vay. Vì thế, Bộ Xây dựng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo khuyến khích các ngân hàng khác tham gia gói 140.000 tỷ đồng và xem xét giảm lãi suất và nâng thời hạn cho vay đối với gói tín dụng này.